chơi xe mà phải có một vợ hai vợ để mà sơ cua để mà chạy chứ. Nhưng mà nói thì nói chứ vợ hai vợ ba gì thì cũng phải độ thôi, đam mê mà để cúp thì cũng phải độ thôi, chứ đâu phải là chạy chiếc xe chỉ độ một chiếc thôi. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Xin chào cả anh em, thì đây là con Exciter hay còn gọi là Exciter của mình. Thì như em đã biết đấy, dân chơi sport mà nhất định phải có một con xe khác là con vợ hai để mà mình có thể sử dụng thường ngày cũng như là đi làm công việc các kiểu. Chứ nếu như mà bình thường mà mỗi ngày á các bạn cứ cầm con sport hay con nét đi thì nó rất là bất tiện. Thứ nhất là nó nặng, nó cồng kềnh, thứ hai là nó hao xăng, thứ ba là khó để chở đồ, và thứ tư là cũng khó để mà chở bạn bè hay ai khác được. Thì tất nhiên những ai chơi sport neck hay là phân khối lớn luôn luôn có một con vợ thứ hai để mà đi lại mỗi ngày, thì đây đối với mình thì đây chính là con vợ hai của mình, con Exciter hay còn gọi là Exciter năm 2016, mà nó mua nó vào năm 2016. Thì con này mình cũng chạy được 3 năm mấy rồi, và mình cũng độ nó một khá đồ chơi. Đam mê mà, xe nào thì cũng phải độ thôi. Đi học, học sinh chạy cúp cũng phải độ. Thì mình đã lên những cái món gì cho con ẹt này. Thì trước tiên đập vào mắt anh em thì mình đã lên cho con này là nó là một màu full đen và dán tem chrome xanh, nhìn rất là nổi bật. Thì anh em cũng biết đấy, cái con ẹt 2016 này thì là nó là màu đỏ đen. Để mình đưa cái hình lên cho anh em xem. Đây, thì mình đã lên một bộ tem chrome mới cho nó. Đi từ trên xuống dưới, mình đã lên cho nó một cặp kính để mà nó gọn hơn. Đó là cặp kính Airblack chân ngắn, gắn điện thoại Motorwork để mình đi xem bản đồ. Khi mà mình đi xa kiểu đó thì con này mình cũng rất là hay là mình đi tour, mình đi chơi. Đây thì mình lắp một cái đồng hồ để báo thời gian. Đây là đồng hồ báo von. Đây, xe thì mình đã đi được 23.584 km các bạn. Đây là đồng hồ báo giờ nè. Và đây là đồng hồ báo von bên. Và đây là một cái thùng để đồ GV. Và trên đây mình đã dán gõ cái cảnh báo cho những bạn nào mà hay chửi mình đi ẹt thì kỳ thị đó anh em. Đây, đi ẹt là niềm đam mê chứ không phải dân chậm chó nha anh em. Là con này mình đi đam mê nha, không phải chậm chó hay gạ gái gì đâu ha. Rồi đi ra đây là mình có trước mặt nạ là mình có gắn một cái kính chắn gió kiểu gắn nhìn cho nó ngầu thôi, hay là mình dán bằng 3M lên anh em. Còn đây là cái chó đèn full led G-Bass Sporty 2019. Đây là mẫu 2019 nha anh em, nhìn cái này nè, đây chính là mẫu 2019. Còn nếu như mà mẫu cũ thì nó là một cái quần ngang chứ nó không có thiết kế góc cạnh thể thao như vậy. Mặt nạ thì dán tem. Phía dưới phuộc thì mình gắn một cặp L6X và L4X phát thôi. Này, xe này mà đi mỗi ngày đâu phải như là con vợ một đâu mà độ khủng. Rồi đây là một cái mắt mèo dán phuộc, dán cho nó tông xịp tông với cái màu tem xe thôi. Dàn chân thì mình đi mâm Asiro á, Asiro như vậy là mâm Asiro. Thì mâm này á có kích thước bản trước là 2.15 inch, phù hợp để đi giỏ 90-80 nha anh em. Thì anh em đi ẹt hay thắc mắc á là có đi lên được cái lớp 90-80 hay không, thì đây 90-80 đây, lên 90-80. Và cái mâm này nó to hơn mâm zin nữa cho nên cái độ bung nó sẽ cao hơn mâm zin. Mâm zin là chỉ có 1.85 inch thôi, còn này tới 2.15 inch lận. Vì vậy khi gắn giỏ thì giỏ nó sẽ nở nhiều hơn, và bắt và làm cái điều đó thì bắt buộc mình phải lên một cái dè trước rộng hơn. Và đây là dè trước của chiếc ẹt 2019. Đây anh em nhìn đây là biết ẹt 2019 này, có cái bát ra đây nè. Thì cái dè này á anh em mua rất là dễ, anh em chỉ cần vào trong những Yamaha 3S, anh em mua cái dè này của ẹt 2019 và mua một bộ bát gắn dè thì gắn vào như zin thôi, chẳng có gì mà khó khăn cả. Rồi bên đây thì mình có gắn một cái che sơn bằng nhôm CNC Rizoma
cần số Rizoma và một bộ nhông sên dĩa. Nhông dĩa là Rector và sên là sên DID của Nhật, DID ấy. Đây để mình lấy nét lại, không lấy nét được luôn. Đây là sên DID của Nhật à. Rồi 3 năm mấy nhìn vẫn rất là keng, chứ là mình đi xe là mình có giữ hay không thôi. Phía sau xe thì mình có lên một cái bình dầu, cái đó bình dầu zin của nó thì đã bị sốc, nó đã bị hỏng cái nắp chụp rồi, cho nên mình đã lên cái bình dầu nhôm zin zin màu xanh luôn cho nó tông xịp tông với màu xe chủ đạo của mình. Và sau cũng là mâm ISO với bản mâm là 4 inch. Và cái size vỏ mình đi cho nó là 140/70. Đây là cái vỏ size của chiếc R15V3. Thì mình lúc trước mình thay vỏ R15V3 nên mình đã lấy cái vỏ R15V3 để mình gắn vào cái xe ad của mình. Thì cái vỏ này các bạn có thể gắn được cho mâm zin nữa, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên lên mâm 4 inch là nó phù hợp nhất với vỏ 140. Nhìn từ phía sau tới thì cái vỏ này, và con này thì mình vẫn đi bô zin đấy các bạn. Mình gắn cho nó một cái ốp carbon để cho nó đẹp thôi, chứ cái miếng nhựa của nó đã bị bay màu hết rồi. Thì xe này mình không có đổ bô vì là xe chạy thường ngày và xe đi xa. Thì thứ nhất là mình muốn không ảnh hưởng, không làm phiền người khác. Cái thứ hai là không muốn bị công an hỏi thăm. Vì những cái dòng underbone này mà các bạn đổ bô ấy hay bị công an hỏi thăm lắm. Đường nào cũng bị bắt hết. Ăn thua là công an có cho qua được hay không. Và chắc chắn là khi bị bắt rồi thì rất là phiền phức nếu như mình có đi xa. Đây thì mình có đổ một cái nắp bình dầu nữa nè, và một công tắc backsin. Công tắc backsin để backsin cho những cái đèn L4X, L6X và một cái đèn pha ở đây. Với lại á, nhiều anh em á tại sao hỏi tại sao mình lại lên dàn chân to như vậy, nặng như vậy, chạy làm sao. Thì như mình đã nói ấy, xe này là con vợ hai của mình. Mình độ chứ là độ kiển, độ cho đẹp, độ cho chắc chắn để mà mình chạy xa, mình chạy tour, mình ôm cua cái kiểu đầu. Nhưng mình không có đua, tánh mình là không có đua. Kể cả mình chạy những con sport hay là con phân khối lớn thì mình cũng sẽ không có đua đâu. Chứ là mình chạy đam mê, mình chạy an toàn, mình chạy tốc độ nào đó mình cảm thấy an toàn và mình chắc chắn về cái tốc độ mình chạy thì mình chạy thôi. Chứ còn mà đua thì không. Bởi vậy mình dọn trước là cho xe nó đẹp, cho nó ngầu, nó chất chứ. Đây là con xe của mình. Mình sẽ đá số nó mà không cần bút côn này các bạn. Đó, không cần bút côn luôn. Thì nói chung á, chiếc app này á là mình chạy chủ yếu là mình để mà mình đi làm hàng ngày cho nó thuận tiện. Những con sport phân khối lớn thì đi mỗi ngày thì nó thứ nhất là nó rất là tốn kém. Thứ hai là khi các bạn đi đậu xe, gửi xe rồi, các bạn sẽ rất ngại khi mà người ta dắt xe của các bạn, hay là nhiều người thấy xe sport là tái máy kiểu đầu. Nói chung là anh em chơi xe sport hay nét thì rất cần một con xe thứ hai hay thậm chí là một con thứ ba để mà anh em có thể là những chiếc sport hay nét thì mình lấy mình đi cà phê với tôi anh em. Và một lượt like video nha anh em. Và anh em nhớ comment cho mình ở phía bên dưới nếu anh em đang sở hữu một chiếc xe sport hay nét, hay là một chiếc phân khối lớn đó, thì chiếc xe thứ hai của em là anh em đang chạy là xe gì. Để lại comment bên dưới, biết đâu có anh em ở đó cũng sẽ chạy giống như mình. Mình thì mình không thích tay ga đâu, mình không thích hắt hay gì đâu, mình chỉ thích chạy những dòng cua tay thôi, cho dù là xe bình thường hay là xe phân khối lớn. Rồi chào tạm biệt anh em nha.